Rồi có. Có mà. Ông biết lá lốt có làm thuốc gì không? Có bệnh trí. Đúng rồi. Chứ biết là chứa bệnh trí. Bản mà có ông có bà tặng cho mình đấy. Này ông lấy cái dây này cất đi. Chào Nghiêm, xin mến chào quý ông bà, cô chú và anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú và anh chị quay trở lại với nội dung tiếp theo trên kênh Minh Khương TV. Thưa quý ông bà, cô chú và anh chị, là hôm nay anh Khương có bận chút việc gia đình nên là không xuống nhà ông Dĩ ghi hình cho quý ông bà xem được. Thì thế là hôm nay cháu sẽ xuống và ghi hình lại về nhà ông Dĩ cho quý ông bà cùng được biết. Hiện tại thì ông đang dọn xung quanh nhà. Nói chào ông Dĩ nhá. Vâng. Dạ vâng. Ông đang dọn nhà. Vâng. Có nhà mới rồi phải, lúc nào dọn dẹp sạch sẽ nha ông. Ui lợn này chạy lông nhông. Con lợn khá béo với ông bà. Con mẹ thì hơi gầy nhưng mà lợn con này béo này. Lợn con này một con đực này. Một con đực hai con cái à? Hai con đực. Hai con đực một con cái. Đực này mấy nữa phải thiến đi. Vâng. Thiến thì nó mới béo được. Vâng. Ông chào các ông các bà đi. Ừ. Xin chào các ông bà. Thế là đang dọn nhà. Vâng. Nhà thì giờ cũng xong hết rồi, sơn nữa. Mọi thứ cũng sợ gần xong rồi. Nhỉ. Yeah. Cảm ơn các cháu, các ông bà. Không có các ông bà giúp đỡ là suốt ngày ở trong nhà gỗ, có khi nhà gỗ bây giờ còn sập ấy ông nhỉ. Thế nên là các ông bà giúp được mình rồi thì mình phải như nào? Mình phải luôn dọn dẹp sạch sẽ đúng không? Vâng. Để khi mà ghi hình lên cho các ông bà xem, các ông bà còn không thất vọng về mình đúng không? À hôm nay trời nắng rồi, ông cho cháu mượn cái bật lửa đi, ông có bật lửa không? Có. Con lợn này. Con lợn này thả là nó đi vào nhà đấy. Vâng. Mấy nữa chắc có kinh phí để xây cái chuồng để nuôi nhốt thôi. Lợn nuôi nhốt thì nó sẽ lớn nhanh hơn. Đấy, nhà ông cứ phải lúc nào phải lau dọn sạch sẽ như thế ông nhá. Vâng. Ở sạch, nhà sạch thì mát mà. Mình cứ lau dọn sạch sẽ đi. Nhà cửa thì mấy hôm nay thì cũng khá là gọn gàng. Hôm qua vừa mới chuyển vào ở thì hôm nay nhìn thì cũng khá gọn gàng. Còn không biết là về sau như nào, chúng cháu thì sẽ là cố gắng là động viên ông để cho ông thay đổi đi. Bởi vì nói thật ra là các ông thì từ nhỏ đến lớn cũng không được đi học hành gì, với cả là ở trên quê ở trong rừng nữa, sống bừa bộn cũng quen rồi ấy. Nên là khi mà chúng cháu đến đây thì cũng phải động viên cũng như là nhắc nhở ông khá là nhiều, thì cũng phải thay đổi dần dần với ông bà, chứ không thể nào là cho ông thay đổi một lúc được. Chỗ nào mà chưa được thì chúng cháu sẽ nhắc nhở ông cũng như là động viên để cho ông sống gọn gàng với cả biết làm kinh tế hơn. Còn trong thời gian tới thì chắc là cháu Nghiêm sẽ hỗ trợ ông về cái vấn đề làm kinh tế nhiều hơn. Bởi vì bây giờ nhà cửa thì cũng có hết rồi, chả lo gì nữa ông nhỉ. Nhà cửa có rồi không lo gì nữa. Vâng. Chỉ lo có kiếm cái gì để vào bụng thôi nhỉ. Vâng. Kiếm cái gì để vào bụng xong là lo cho cháu Quyết thôi. Quyết mấy nữa lớn rồi đấy, bây giờ ông
Sau này nó lớn nó đòi lấy vợ là không có tiền đấy. Không có tiền lấy vợ cho nó đấy. Nên là giờ mình phải có nhà mới rồi phải cố gắng nha ông nhá. Vâng. Vâng. Mấy cái chai lọ thì ông cứ ném hết ra đằng trước xong đốt. À không, chai lọ thì mình để bán sắt vụn nhỉ. Vâng. Chai lọ nếu mà có chai lọ thì bán sắt vụn, còn giấy báo gì mà không dùng đến thì mình đốt hết đi ông ạ. Đốt đi không là nó trôi xuống ruộng bẩn lắm. Mấy cái này đốt hết đi. Để cái này mưa báo về nó trôi hết xuống ruộng. Ô nhiễm môi trường mà nó không gọn gàng. Ôi cái dây này sao lại ném xuống đây rồi? Ông ơi. Chắc hôm qua trẻ con thôi. Cái này để lại nha. Vâng. Sau này mà biết đâu có tiền mua trâu bò thì buộc trâu bò hay là buộc lợn. Ở giúp bà chú lấy cái vi lông này ra đi. Cái nào? Cái vi lông này vẫn còn dùng được mà. Đây á? Vâng bên kia này. Ừ, đây. Cái nào ông dùng thì ông phải gấp gọn vào, không là ông cứ ném bừa là cháu cứ tưởng là rác cháu đốt hết đấy. Nhà mới nhà đẹp rồi thì mình cũng phải gọn gàng sạch sẽ đi ông nhỉ. Vâng. Gọn gàng sạch sẽ thì nhà mới đẹp được. Chứ bây giờ làm cái nhà to đùng xong là ông ném hết rác ở trong nhà hay là xung quanh nhà là nó thành nhà của người rừng đấy. Thế thì mất công các ông các bà hỗ trợ lắm ấy. Các ông các bà hỗ trợ mình rồi thì mình phải biết thay đổi cũng như giữ gìn đấy ông ạ. Giữ gìn tài sản mà các ông các bà tặng cho mình đấy. Này ông lấy cái dây này cất đi. Ông gì ơi? Ông gì? Cháu bảo mấy cái này này, mấy cái dây hay là cái đồ đạc nào mà đồ cũ ấy, bây giờ nhà mới mình thì mình đừng để nữa. Cái lán kia, cái lán kia thì bây giờ nó đựng mình chất đổ ở đấy cũng được mà nhỉ. Vâng. Ừ thì mình chất đổ ở bên đấy đi. Này đốt hết để lâu là nó đất nó lấp lên hết xong rồi nó sau này nó trôi hết xuống ruộng không được đấy. Cái này ai ném xuống đây? Chắc hôm qua. Bây giờ ném xuống đến đây nữa, nếu mà không đốt đi mày nữa lại ném nữa là sau này càng ném là nó đi xuống ruộng dưới kia hết rồi. Nhặt đốt hết đi ông ạ. Bây giờ mình dọn nó sạch cho mình mà, gọn cho nhà mình chứ được gọn gọn ra đâu đúng không? Vâng. Vâng. Thế thì mình phải lúc nào phải cho nó sạch sẽ. Bực có. Ông mấy cái kem cho lên đốt hết đi. Ông ra đây phụ cháu một tay nào. Tính ra mấy cái việc này là không để chúng cháu phải nhắc đâu ấy. Ông phải dọn đấy. Dọn sạch sẽ đi. Gần đây này kịp thôi. Cái này ông càng để đây mày nữa càng trôi là xuống ruộng hết đấy, xuống ruộng nhà mình chứ xuống đâu. Kể cả không phải ruộng nhà mình phải lúc nào phải cho nó sạch sẽ hết đi. Nào, ông xuống đây. Xuống đây làm cùng cháu đi. Nhặt hết cái này lên đây. Có nhà cao cửa rộng rồi mình phải sống sạch sẽ tí. Đấy, kìa.
nó đi xuống ruộng hết rồi. Rồi lá lốt này, ông biết ăn lá lốt không? Có mà. Có à? Lá lốt thì làm về món gì thì ngon hả ông gì? Đâu, đây thì nó cứu thì nó lấy chuẩn với cái gì ăn thôi. Lá lốt rán với trứng ăn ngon đấy. Vâng, trứng với con ếch, con dít. Mà lá lốt là nên thuốc đấy, ông biết không? Có mà. Ông biết lá lốt có làm thuốc gì không? Có bệnh trí. Đúng rồi. Chứ biết là chứa bệnh trí. Trong đông y là lá lốt là một loại thuốc đấy ông ạ. Cái vỏ bao thì hôm nọ ông cất được nhiều lắm rồi, chồng nghĩ là ông nên đốt đi nhá. Vâng. Hôm nọ cất ở kia một đống không biết ông để làm gì nữa. Để nhiều cũng đi nữa. Đây này. Đây này, cái này bây giờ nó chôn hết vào đây thì sao mà được. Nào gom hết cái đấy về đây. Mấy cái này thì mang đi cất đi. Mấy nữa lập chuồng gà hay là chuồng lợn mình còn dùng đến. Cái này, mấy cái này cất ở nhà kho nha ông. Ông gì ơi. Vâng. Còn một tấm đấy ông bê ở đây cùng cháu đi. Để đây cháu chỉ chỗ cất cho. Bây giờ thì ông chuyển sang nhà mới ở thì cái lán này vẫn còn ở được thì có thể mình chất đồ những cái vật dụng gì mà bây giờ chưa dùng đến thì mình có thể chất ở đấy. Đây, nhạt hết đi. Xung quanh nhà phải đốt hết rác đi. Để thế này không thể nào mà chấp nhận được. Nhìn ô nhiễm môi trường quá ông ạ. Đây mấy cái đấy ông nhạt lên hết nhá. Cái này ngay trước cửa nhà này, nếu mà bây giờ xây cái chuồng lợn lên ông nhìn thấy có đẹp không? Không đẹp đâu nhỉ? Đẹp thì không đẹp. Thế mà hôm nọ ông định xây chuồng lợn ở đây. Vâng, thì nó không được đâu.
Mày nữa, nếu mà có kinh phí thì sẽ dọn ở đằng kia xong là làm ở bên cạnh nhà này trông. Ông cũng tuổi cao sức yếu rồi, các bà cũng góp ý là làm xa quá sợ ông đi chăn lợn không được. Ông nhỉ? Vâng. Năm nay bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? Gần 60 rồi. Gần 60. Nên thì nó để. Nhưng mà ông lấy thì ông phải để gọn vào nhá. Vâng. Bây giờ cháu với ông buộc lại hết xong là mang đi để cái nhà bên kia nhá. Vâng. Cái nhà cái lán bên kia kìa. Nhỉ? Vâng. Chứ không để ở quanh nhà đây đâu. Ôi. Cái này ông lấy à? Không, cái kia lấy giết rồi. Giờ nhà cửa xong hết rồi, có nhiều thời gian rảnh thì cũng phải làm dàn su su đi. Sau này còn có rau ăn, mang đi bán đấy ông ạ. Quả su su mang đi bán được đấy. Vâng. Nào, cái nào là rác thì ném lên đây cho cháu. Quả su su này mình chỉ cần làm được dàn nó thôi, sau này nó khác tự ra quả là không phải chăm gì hết. Cứ thế là hái quả nó đi bán. Su su thì phải ăn quấn nhiều đấy. Dạ. Phân nhiều mới được. Phân á? Phân lợn này. Đấy. Vâng. Số phân lợn là. Cái này xuống cháy được á? Có. Khỏe lắm. Cứ để đây cho cháu tí, kiểu gì đến tối nó cháy hết. Đấy, bây giờ ông nhìn thấy xung quanh nhà có gọn gàng hơn nhiều không? Cái này cũng mang đi để nhà cũ nhá. Vâng. Đi, vác lên ra nhà cũ. Cái đấy để đấy. Cái này mày nữa ông để trong gương à? Vâng. Ôi, trồng được nhiều thế. Nhiều năm mà, năm nay năm sau đi đâu lấy cũng hay. Để biết năm nào nhỉ? Kế hoạch thì có rất là nhiều nha. Thực hiện được kế hoạch hay không thì nó mới là một vấn đề. Mình vạch ra ít kế hoạch thôi, nhưng mà là nghĩ đến cái gì thì mình phải làm luôn thì nó mới có thành quả ông ạ. Chứ ông nghĩ nhiều quá mà ông cứ ngồi nghĩ xong không làm thì không có thành quả đâu. Nè, nghĩ nhiều cái nó không tập trung ấy. Ví dụ ông bây giờ ông muốn đi trồng ngô, trồng thật nhiều ngô để nuôi lợn. Xong rồi ông lại nghĩ đến là muốn đi làm thuê để có tiền luôn. Thì lúc đấy ông cứ ngồi suy nghĩ hai cái này không biết phải làm cái gì, không quyết định được một cái gì thì chắc chắn là nó không hiệu quả rồi.
ngâm nước đúng không? Vâng, ngâm kia cũng ở dưới một tí giặt. À, để giặt nhỉ, giặt cho sạch đã. Vâng. Đây. Ngâm luôn đi, ngâm nước luôn đi. Hả? Ngâm nước chưa có thời gian giặt ạ. Chuyển nước trôi đi. Thế để đây đến bao giờ? Để nước hết dưới một tí, đi giặt. Đi giặt được. Bây giờ làm cái việc nào tân trọng trước đó. Vâng. Giặt cái đấy cũng mất một buổi đấy ông nhỉ. Ông ơi. Hả? Và giặt cái đấy cũng phải mất một buổi đấy. Có đấy. Nếu mà giặt sạch hết đây. Một à? Vâng. Rồi để đấy đi ông ơi, về đây đi. Về đây ông cháu mình giải quyết nốt chỗ này nào. Đây đây, nhanh lên. Bây giờ ông nhìn từ đây ra kia thấy không? Dọn dẹp xung quanh nhà, vỏ bao hết. Bây giờ nhìn nhà nó gọn gàng sạch sẽ không? Nhìn sạch nhỉ? Nhìn sạch thì khi mình nhìn vào nó cũng không bị vướng mà, không bị chướng mắt đây. Nhìn nó gọn. Nào, cái này thì đốt đi chứ để đây làm gì nữa. Xe. Đốt đấy. Hả? Chở ra kia đốt luôn. Đốt một chỗ đi. Con giun này, con giun này cho gà ăn đấy. Gà ăn không? Có đấy. Có này. Mang đi câu cá. Hồi nhỏ hay đào giun đi câu cá lắm. Ông có đào giun đi câu cá bao giờ chưa? Không. Chưa. Đây không có. Đây không có. Cá. À. Cái này thì không nên rồi. Cứ để đấy. Để đấy. Mai kia dùng. Mai kia dùng. Thế phải để gọn vào chứ. Mọi thứ một nơi thế này. Nào. Rồi. Cho lên thùng rác. Đi. Này, đừng có mà cả người lao xuống nha. Tí lại cả người đi xuống. Cái này phải đến tối mới cháy hết này. Vâng. Ở đây có cây ấy không ông? Cái gì nhỉ? Cái cây đấy gọi là cây gì nhỉ? Cây trúc á. Cây trúc đúng rồi. Cây trúc không phải cái cành của cây trúc ấy. Chắc là cây này. Ừ, đúng rồi. Ông chặt về ấy, chặt về xong là buộc làm chổi ấy. Vâng. Chứ chổi này không quét ở ngoài được đâu, hỏng hết đấy. Cây kìa, cây trúc kìa. Ông chặt cây cành nó. Lá cọ ấy. Đúng rồi. Là lá cọ đúng không? Không à, mình chặt về xong là quét trước cửa nhà ấy nhỉ. Vâng. Chứ lấy chổi này quét là cháu nghĩ không được, hỏng đấy. Đấy, tốn tiền. Hả? Để làm gì? Để bán sát vụn đấy. Bán sát vụn đấy. Chắc là đóng một cái đinh ở đây để treo chổi. Ông ạ. Hay đóng ở đây nhỉ? Đóng một cái đinh ở đây xong treo chổi. Nhỉ? Vâng. Còn cái đinh nào ông mang đây cháu đóng cho luôn à? Đinh bé thôi. Đóng một tí thôi để treo cái chổi đi. Đấy đấy. Nào. Có búa không? Có cái đinh nào bé hơn không? Không đinh có. Này to quá. Đấy. Được chưa? Như thế nhìn nó đâu vào đấy. Đây. Còn đây đây nữa, hai ông cháu mình à, củi này không nên để lung tung đâu, dọn hết một đống ở đằng sau xong à, che bạt vào, nó không bị ướt, nhá. Vâng. Ui rồi dọn. Mấy cái lâu nha. Vâng.
Dọn nhà ông thì càng dọn nó thì càng có nhiều thứ để dọn ông ạ. Thật. Nhìn dọn, dọn bao nhiêu và nhìn vẫn chưa gọn được. Đó. Ông cho hết ra đây với cháu nào. Chất hết một đống ra đây xong là lấy bạt tre vào cho nó khô. Sau này ông còn đốt chứ. Đấy, cái đấy chuyển hết đây để chỗ đấy mấy nữa sai ông san phẳng chỗ đấy cho cháu nhá. Xem nếu mà mấy nữa có kinh phí thì cháu sẽ làm cho ông một cái chuồng lợn ở đấy. Tấm tôn này còn thừa nhỉ. Cái này chắc là nếu như làm được chuồng lợn thì cắt ra để che chuồng lợn. Cháu chuyển ra đây xong là ông xếp vào đấy nhá. Ông nhìn nó nhiều, làm thì bảo nghĩ trong đầu là làm sẽ lâu nhưng mà khi ông bắt tay vào làm thì nó cũng nhanh mà, đúng không? Cháu ra dọn với ông một lúc cũng được bao nhiêu thứ rồi. Tất cả củi của ông nhá, có củi nào ông chất hết vào đây cho cháu. Vâng. Nó khô ấy, mấy nữa mình che bạt vào nó vừa gọn, nó vừa khô, ông lấy ra đốt lúc nào cũng được. Mấy cái tấm ván này chắc còn dùng được nhỉ. Ví dụ sau này mà có dê để làm chuồng dê ấy. Ông. Nhỉ, được không? Vâng. Được không? Được mà. Được. Ôi cái này sát này, nhạt gọn vào cho nó bán cho nó vụn. Cái này có bao mà chú để đấy. Hả? Chú để đây nè. Cái này á? Ừ. Lấy à? Lại lấy à? Vâng. Lấy tí phải cho vào nhà kia nha. Vâng. Ừ. Ui, phòng khám không ấy? Không, không, không phòng đâu. Đấy cái bao ở đây nữa kìa ông. Đi đâu đâu cũng thấy vỏ bao. Đây trước là lấy đây, che đây. À xong nó bị bay đi à? Vâng. Che không phải đặt hòn đá lên chứ, che như thế thì gió nó chả bay đến người. Nhiều khi gió to đến người còn sắp bay nói gì đến cái miếng đấy. Nhè. Đấy. Nóng quá đấy. Nhà đẹp rồi.
Đấy, cơ bản xong ấy, rửa chân tay đi. Vâng. Rửa chân tay xong à, ngồi uống nước tí. Mệt quá. Ôi trời ơi, ngôi nhà mới ngồi mát mẻ quá. Ngồi đây thì nhìn ra ngoài kia view rất là đẹp luôn. Nếu mà hôm nọ ông dì bảo làm cái chuồng lợn ở chỗ đang đốt rác này thì chắc chắn là sẽ hỏng hết cái mỹ quan của ngôi nhà rồi. Vừa hôi, phân lợn hôi lắm các bác ạ, nên là không thể làm ở đấy được. Nếu mà chăm chỉ mà chịu khó dọn phân thì còn đỡ, chứ lười lười mà để phân chất đống ở cái chuồng lợn thì hôi lắm. Ngồi đây ông, ngồi đây à, ông cháu mình tâm sự chút nhỉ. Thế à, bây giờ có nhà mới thế này rồi sướng không? Có. Thế thì sướng thì phải cảm ơn các ông các bà nhỉ. Vâng, cảm ơn các ông bà nữa. À, các cháu nó giúp hỗ trợ vâng. Được. Vâng. Cảm ơn các ông các bà phải quay vào màn hình chứ, quay vào máy quay để cho các ông các bà thấy chứ. Cảm ơn các ông các bà giúp có nhà to, nhà cao, cửa rộng rồi. Bây giờ đẹp nhất khu rồi nhỉ. Vâng. Bây giờ các ông bà nó vâng. Hỗ trợ được. Vâng. Được ăn, bây giờ được ngủ. Có nhà cửa rồi cũng bớt lo lắng nhỉ. Vâng. Đi đâu cũng yên tâm. Sau này quyết về cũng thế. Gọn gàng rồi đấy. Bãi cát này kệ nó để đấy. Mấy nữa hình như là còn làm tường bao đấy ông ạ, che bạt vào nhỉ. Vâng. Còn mấy chỗ này thì cơ bản xong hết rồi. Thế mấy cái mấy cột kia là mấy nữa ông để làm gì? Cột cua. Ừ. Đừng chắc là để mai kia đi dọn về nữa. Chỗ nào khô thì để không cho nó ướt. Vâng. Để dọn gọn thành một đống ấy nhỉ. Vâng. Không để vào trong cái lán kia. Nhưng mà ý là sau này để làm củi hay là dựng làn một cái chuồng trâu chuồng bò gì đấy hay đấy, như nào? Nhưng mà phải có con giống thì mới tính được nhỉ. Vâng. Bây giờ trâu bò thì còn không có. Có ai không có mình cũng ai dựng chứ sao? Đúng đây nè. Giờ là ngồi trong chính ngôi nhà được các ông các bà giúp đỡ. Sướng không? Cảm giác ông ngồi trong đây sướng không? Mát không? Có. Cháu còn thích vâng. Nữa nè. Sướng. Rất là mát luôn. Nhưng mà nhà cửa lúc nào anh ông phải để gọn gàng sạch sẽ như bây giờ nhá. Vâng. Có làm được không? Phải quyết tâm nhá. Vâng. Vâng. Chịu khó thôi. Đúng rồi, sạch sẽ cho vâng. Mình chứ sạch sẽ cho ai đâu. Đấy. Khi mà chúng cháu xuống ghi hình thì các ông các bà thấy nhà cửa sạch sẽ thì các ông các bà cũng thấy vui, thấy yên lòng đúng không? Chứ bây giờ các ông các bà giúp cho nhà cửa to đùng như thế mà mình để bừa bộn như thế thì các ông các bà buồn đấy. Vâng. Buồn lắm đấy. Kể cả mình cũng thế thôi. Bây giờ ông ví dụ ông mà tặng cho ai một con lợn mà người ta không cho nó ăn suốt ngày để cho nó gầy gò ốm yếu thì ông cũng buồn đúng không? Buồn không? Đấy. Cho nên là được người ta cho gì thì mình phải biết là nâng niu, trân trọng nhỉ. Thì thước phim của cháu đến đây cũng khá là dài rồi thì cháu sẽ xin phép được kết thúc thước phim ở đây. Cảm ơn quý ông bà, cô chú và anh chị trong thời gian qua đã quan tâm cũng như ủng hộ đến anh em chúng cháu để chúng cháu có thêm động lực trên con đường đi làm thiện nguyện. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý ông bà, cô bác và anh chị ở những thước phim tiếp theo. Ông chào. Chào ông bà.